Xin Quỳnh xin được chào mừng tất cả quý vị đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên thì kính chúc tất cả quý vị sẽ gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông quý vị nhé. Quý vị thân mến, được nhị hợp với lệnh của tháng, những người tuổi Tý còn được mọi người ngưỡng mộ bởi sự thông minh, sáng tạo, nhanh nhẹn, tháo vát của mình. Tuổi Tý có thể nói rằng là một tuổi rất là thông minh. Trong tháng 12 thì sẽ khẳng định được đây chắc chắn là thời điểm cực kỳ thành công của bạn. Chắc chắn bạn sẽ nhận được những thành quả như ý của mình. Về mặt kinh tế tốt, người tuổi Tý là người giỏi kiếm tiền, cho nên là không cần phải lo lắng bất cứ một thứ gì cả. Cứ tiếp tục làm việc, chăm chỉ chịu khó, thì trong tháng 12 âm lịch, không những tiền đầy túi mà công danh sự nghiệp cũng phất lên giống như là diều gặp gió. Mời tất cả quý vị hãy cùng với chúng tôi theo dõi về tử vi vận trình của mình trong tháng 12 âm lịch để biết được mình may mắn, thành công và những điều sẽ đến với mình trong tháng này như thế nào quý vị nhé. Sau đây sẽ là phần tổng quan tử vi tuổi của các gia chủ tuổi Tý trong tháng 12 âm lịch năm 2021. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tháng 12 âm lịch, công việc của gia chủ không tiến triển như mong muốn. Đây là một tháng đầy khó khăn với bạn. Tưởng rằng thời điểm này, bạn gặt hái được thành quả sau những cố gắng không ngừng nghỉ. Nhưng thực tế, bạn vẫn phải giải quyết rất nhiều vấn đề. Tháng cuối năm, bạn hãy tập trung vào công việc, tránh để sơ hở, kẻo tiểu nhân hãm hại, ngấm ngầm, giở trò khiến cho bạn gặp phải rắc rối. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào tháng này, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bạn và từ đó thì tài lộc sẽ kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tình hình công việc không được tốt nên trong tháng này tài lộc của những người tuổi Tý rất ảm đạm, tiền làm ra không đủ chi tiêu. Trước khi nghĩ đến chuyện làm giàu, bạn cần phải quản lý chặt chẽ số tiền của mình đang có, tránh đưa ra những quyết định vội vàng dẫn tới tiền mất tật mang và hối tiếc sau này. Thời điểm này, bạn cũng sẽ mất một khoản tiền cho việc tân trang nhà cửa, xây sửa bộ phận, sắm sửa cho dịp Tết, nên cũng cần phải chú ý chi tiêu hợp lý, không nên lãng phí vào những vấn đề không cần thiết, đừng chạy theo phù phiếm xa hoa. Bạn cần phải có kế hoạch chi tiêu hợp lý, căn cứ vào thực tế và chớ nên đua đòi theo người khác, viển vông mơ mộng mà tự gây áp lực cho mình. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Những gia chủ tuổi Tý sẽ có sức khỏe tốt trong tháng 12 này, nhưng bạn cũng cần phải tránh xa rượu và thuốc lá. Năm nay, sự giao thiệp xã hội gia tăng có thể yêu cầu bạn hút và uống thuốc nhiều hơn. Cho dù sức khỏe của bạn tốt đến đâu, hút thuốc và uống quá nhiều rượu có thể phá vỡ cơ thể của bạn. Vì vậy, tốt hơn hết bạn nên cắt đứt hoặc là giảm dần giao tiếp xã hội và chăm sóc cho cơ thể tốt hơn. Bạn cũng cần phải chú ý về các bệnh dạ dày, đại tràng, cố gắng hạn chế sử dụng các chất kích thích để bệnh không nặng hơn. Các gia chủ tuổi Tý hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm có thể phát huy được tác dụng tốt nhất thì Thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của gia chủ tuổi Tý. Thứ tư, về mặt tình cảm và gia đạo. Phương diện tình cảm của người tuổi Tý trong tháng này cũng khá ảm đạm, thậm chí là cục diện tương phá còn cảnh báo trước những đổ vỡ khiến cho bạn không chú ý đến cách cư xử của mình. Với những người đã có gia đình, hai bạn sẽ xảy ra mâu thuẫn xung đột liên tục. Một phần là do tài chính dịp cuối năm không được như ý, nhưng mức chi tiêu lại nhiều, dẫn đến tình trạng cãi vã giữa hai vợ chồng. Tính tình bạn nóng nảy sẽ khiến cho chuyện bé xé ra to, căng thẳng cực độ. Dù có bực tức thế nào đi chăng nữa thì bạn cũng nên kiềm chế sự giận dữ, chú ý đến ngôn từ. Và bên cạnh đó thì cũng dành cho đôi bên khoảng thời gian cần thiết để có thể bình tĩnh lại trước khi tiếp tục thảo luận vấn đề. Mối quan hệ giữa bạn và con cái cũng không được tốt, khoảng cách và suy nghĩ của các thế hệ không giống nhau. Việc bạn cần đó là phải lắng nghe mong muốn của con cái, chứ không phải là áp đặt suy nghĩ của mình và bắt con cái phải thực hiện theo. Tử vi của từng tuổi Tý trong tháng 12 âm lịch năm 2021. A. Tuổi Bính Tý, sinh năm 1996.
Trong tháng này, những người tuổi Bính Tý cần phải đề phòng có tranh chấp với anh chị em, bạn bè hoặc là người thân xung quanh mình. Cũng cần phải cẩn trọng có tiểu nhân quấy phá, sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới công việc mình đang tiến hành. Ngoài ra cũng cần phải chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động thể dục thể thao và tránh quá sa đà vào công việc khiến cho đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt dẫn tới bạo bệnh. B. Tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Người tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 trong năm 2021 này, vận trình nửa cuối năm khá ổn định, sự nghiệp không có nhiều xáo trộn, bản mệnh cũng đang có những thành quả khá tốt trong tay. Nếu muốn nhanh chóng tăng lương, thăng chức thì nên học hỏi và bồi dưỡng thêm về chuyên môn, cố gắng làm tốt nhất ở một mảng nhất định, thể hiện được khả năng làm việc độc lập của mình và đồng thời nhanh tay nắm bắt những cơ hội phát triển ở vị trí cao hơn. Cảm xúc ổn định cũng khiến cho bản mệnh ít vướng phải những sự kiện tranh chấp thị phi. Tuy nhiên, phương diện tình cảm thì không có nhiều khởi sắc bởi vì bản mệnh không dành nhiều sự chú ý đến vấn đề này. C. Tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Về sức khỏe thì người tuổi Nhâm Tý nên chú ý đến các bệnh về đường tiết niệu và một số bệnh nhỏ khác như cảm cúm, đau dạ dày. Quý vị cần phải ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý để giữ gìn sức khỏe. Thời điểm cuối năm, bạn phải dành nhiều thời gian. Khoảng thời gian này, phong thủy gia cát khuyên bạn nên cân nhắc kỹ trước những quyết định thay đổi công việc và chớ nên chủ động thay đổi chỉ vì lý do cá nhân không chính đáng. Trong quan hệ với đồng nghiệp, bạn cư xử chưa khéo léo nên nhiều khi gây mất lòng, họa thị phi từ đó mà ra. Cũng cần phải cẩn trọng lời ăn tiếng nói của mình trong tháng này bạn nhé. D. Tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Vận thế của người sinh năm 1960 Canh Tý lên xuống thất thường, khó có thể phát triển theo một phương hướng cố định. Khi có cơ hội đặt ra trước mắt thì không nên chần chừ, do dự quá lâu, mà quý vị nên tin tưởng vào khả năng của mình, dám chấp nhận thử thách để vươn tới vị trí cao hơn. Người tuổi Canh Tý cần phải có thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, không nên lao động quá sức, ăn uống khoa học và có kế hoạch rèn luyện sức khỏe. Bản mệnh cũng không nên đi đâu xa một mình và cần phải chú ý an toàn giao thông. Tổng quan tháng 12 âm lịch năm 2021, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, đó là từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 và kết thúc vào ngày 29 tháng 12 năm 2021, tức là ngày 3 tháng 1 năm 2022 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022 dương lịch. Tháng 12, Tân Sửu có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Tháng Sửu, Lục Hợp Tý, Tam Hợp Tỵ và Dậu thành Kim Cục, Xung Mùi, Hình Tuất, Hại Ngọ, Phá Thìn, Tuyệt Mùi. Đối với người tuổi Tý trong tháng 12 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch đó là ngày 3 tháng 12 năm 2021, tức ngày 5 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Ngọ, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch 15 tháng 12 năm 2021, tức ngày 17 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Ngọ, có nạp âm là Lộ Bàng Thổ. Ngày âm lịch 27 tháng 12 năm 2021, tức ngày 29 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Ngọ, có nạp âm là Dương Liễu Mộc. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tý. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh đó là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Tý trong tháng 12 âm lịch năm Tân Sửu năm 2021. Ngày âm lịch ngày 10 tháng 12 năm 2021, tức là ngày 12 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Sửu, có nạp âm là Hải Trung Kim. Ngày âm lịch 22 tháng 12 năm 2021, tức là ngày 24 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Sửu, có nạp âm là Giản Hạ Thủy. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay là tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc là những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ. Trong những công việc như là tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp, phù long tương trợ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Năm nay các gia chủ tuổi Tý nên sử dụng vật phẩm phong thủy kim bài thái tuế đặt trong ví để luôn mang theo bên mình. Đây chính là cách hóa giải.
Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy gia cát được thầy gia cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã lắng nghe. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của người tuổi Tý trong tháng 12 âm lịch. Và qua đó thì quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong tháng 12 âm lịch này. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký kênh Phong Thủy Gia Cát và chọn vào tín hiệu quả chuông để nhận thông báo mỗi ngày. Và từ đó thì quý vị sẽ là người đầu tiên nhận được những video mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.